Đây là cảnh lên hàng của shop hoa online Hùng Thi. Rất là vui được phục vụ tất cả các bạn đã luôn luôn tin tưởng đến shop hoa online Hùng Thi. Shop hoa online Hùng Thi ngụ tại số 36 DT848, khóm Sa Nhiên, phường Tân Mỹ Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Shop hoa online Hùng Thi trực thuộc khu du lịch miệt vườn Happy Land Hùng Thi, trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Kiển Ngân Cường. Trực thuộc cơ sở và cái Hùng Thi. Shop hoa Hùng Thi chuyên thực hiện mua bán thi tất cả các loại sản phẩm hoa kiển, cỏ thảm, cây nội thất, cây công trình, cây xanh đô thị. Đặc biệt shop hoa online Hùng Thi nhận ship hàng toàn quốc. Một cây, hai cây chúng tôi cũng nhận ship hàng cho quý vị luôn nha. Các bạn hãy liên hệ qua hotline 0918708965 hoặc 02773761973 vào giờ hành chánh. Các bạn cứ để lại số điện thoại trên comment thì chúng tôi sẽ có nhân viên gọi lại và tư vấn chúng ta. Và các bạn cứ để lại số điện thoại, mọi thông tin chúng tôi sẽ gọi lại. Khi có số điện thoại thì bên em sẽ gọi lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cơ sở Hoa Kiển Hùng Thi trực thuộc khu du lịch miệt vườn Happyland Hùng Thi, trực thuộc công ty Hoa Kiển Ngân Cường, là một thương hiệu đã có trên gần 20 năm trong lĩnh vực mua bán hoa kiển. Và hiện tại shop hoa online Hùng Thi nhận cung cấp từ Nam ra Bắc. Chúng tôi có xe vận chuyển từ Nam ra Bắc cho quý vị nha. Hãy liên hệ với hotline 0918708965. Cảm ơn quý tình yêu rất nhiều, hãy ủng hộ cơ sở Hoa Kiển Hùng Thi. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Có đèn lá không đấy à? Thấy anh Cường đẹp trai nhất. Nè, nè anh mới nhận được 5 triệu tiền cọc á Tâm. Anh mới nhận được 5 triệu. Chồng điện, từ túi chồng qua đây kia. Tôi nhớ đâu có làm gì đâu. Chào anh yêu. Ủa, đi luôn à. Đi, 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 đi. Nói, đừng lên nữa.